Chào anh em, đây là Bi Channel nha. Và đây là chuyên mục Bi News như thường lệ. Mình là Hoàng. Đầu tiên, LG khánh thành nhà máy sản xuất tấm nền OLED, giá TV sẽ giảm. Google phát hành bản cập nhật Android 10 chính thức. Cấu hình Oppo A9 2020, Snapdragon 665, camera 48 megapixel, 8GB RAM và pin 5000 mAh. Black Shark 2 Pro chính thức ra mắt tại Việt Nam, giá chỉ từ 12,6 triệu đồng. Và cuối cùng, smartphone màn hình gập tiếp theo của Samsung sẽ có thiết kế dạng vỏ sò, ra mắt vào đầu năm 2020. Với công suất dự kiến là 60.000 tấm nền OLED mỗi tháng, thì nhà máy mới của LG hứa hẹn sẽ giúp giá thành TV OLED rẻ hơn hiện tại. Theo Watt Hi-Fi, thì LG sẽ khai trương nhà máy sản xuất tấm nền OLED mới tại Quảng Châu, Trung Quốc. Nhà máy này sẽ có khả năng là sản xuất 10 triệu tấm nền OLED cỡ lớn mỗi năm. Điều này hứa hẹn rằng là giá TV OLED sẽ giảm giá vào năm sau. LG hy vọng rằng nhà máy có diện tích là 427.000m2 này sẽ bắt đầu sản xuất 60.000 tấm nền OLED mỗi tháng. Sau đó, con số này sẽ tăng lên là 90.000 tấm trong vài năm tới. Ngoài ra, khi được kết hợp với đầu ra từ nhà máy hiện tại của LG tại Seoul, gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc hy vọng sẽ tạo ra 130.000 tấm nền OLED TV mỗi tháng vào năm 2022. Đúng như thông tin rò rỉ trước đây, thì Google đã chính thức phát hành Android 10 sau 6 phiên bản thử nghiệm và đạt được mức độ ổn định cần thiết. Tất nhiên, Pixel Phone sẽ là những thiết bị được cập nhật đầu tiên. Với Android 10, Google bổ sung thêm nhiều tính năng hữu ích như mạng 5G, chế độ nền tối, thêm các chú thích trực tiếp, trả lời thông minh, Focus Mode, hành động được đề xuất, cập nhật nền liền mạch, bộ cải tiến về chức năng kỹ thuật số, chức năng kiểm soát của phụ huynh, các tính năng bảo mật về quyền riêng tư được cải thiện. Android 10 Stable thì hiện tại mới chỉ được phát hành cho Pixel Phone, bao gồm Pixel 3, 3X, 3A, 3A XL, Pixel 2, 2XL và thậm chí là cả Pixel, Pixel XL, mặc dù đã nằm ngoài khoảng thời gian hỗ trợ cập nhật phần mềm. Còn nếu bạn đang sử dụng một trong số các thiết bị trên thì có thể tải về bản cập nhật ngay bây giờ nha. Trong thời gian gần đây thì Oppo Việt Nam đã hé lộ về chiếc Oppo A9 2020 với hiệu năng vượt trội, viên pin lớn cùng 4 camera. Trong ngày hôm nay, một số thông tin về thiết bị này đã được đăng tải. Đầu tiên, Oppo A9 2020 sẽ sở hữu màn hình kích thước là 6,5 inch, độ phân giải HD+, và đi theo xu hướng màn hình giọt nước. Theo một số dự đoán thì màn hình của máy sẽ là loại màn hình LCD và đi kèm với một cái chiếc cằm là không quá mỏng đâu. Oppo A9 2020 sẽ được trang bị vi xử lý Snapdragon 655, 8GB RAM, 128GB bộ nhớ trong cùng viên pin 5000 mAh, nhiều khả năng cũng sẽ hỗ trợ công nghệ sạc nhanh VOOC 3.0. 4 camera của máy sẽ có độ phân giải lần lượt là 48MP, 8MP, 2MP và cuối cùng cũng là 2MP luôn. Dự kiến khi được ra mắt, thiết bị này sẽ chạy hệ điều hành Android 9 Pie với giao diện ColorOS 6.0. Sau khi ra mắt tại thị trường Trung Quốc vào cuối tháng 7, thì mới đây Black Shark 2 Pro đã chính thức được giới thiệu tại thị trường Việt Nam. Cái điểm thay đổi quan trọng nhất chính là chip xử lý Snapdragon 855 Plus mạnh mẽ của nhà Qualcomm đã được sử dụng trên phiên bản Pro. Dù lượng RAM của máy là 12GB và sử dụng chuẩn bộ nhớ UFS 3.0, Black Shark 2 Pro đã được test điểm AnTuTu với kết quả là 500.610 điểm. Máy sẽ có màn hình là 6,39 inch, độ phân giải Full HD+ và sử dụng tấm nền AMOLED với độ trễ cảm ứng được giảm xuống chỉ còn 34,7mm so với 43,5mm như đời cũ. Thêm vào đó, camera tele được nâng cấp lên 13MP thay vì 12MP như Black Shark 2. Về mặt phần mềm, máy sẽ có chế độ game mode Black Shark Dog 4.0. Black Shark 2 Pro sẽ được cài sẵn Android 9 Pie. Theo thông tin từ ICT News, phía Black Shark cho biết hãng sẽ mở bán đầy đủ tất cả các phiên bản, màu sắc với mức giá lần lượt là 12,6 triệu đồng cho bản 8GB RAM, 128GB ROM và 14,6 triệu đồng cho bản 12GB RAM và 256GB bộ nhớ trong. Mặc dù Galaxy Fold vẫn chưa chính thức lên kệ, tuy nhiên, theo báo cáo của Bloomberg, Samsung đang phát triển một mẫu smartphone màn hình gập có thể xếp thành một hình vuông với kích thước nhỏ gọn giống như một chiếc điện thoại nắp gập từ những năm 2000. Thiết bị này sẽ dự kiến ra mắt vào đầu năm tới, mặc dù các nguồn tin cho biết Samsung có thể điều chỉnh lịch trình tùy thuộc vào phản ứng của giới công nghệ đối với Galaxy Fold. Smartphone có thể gập lại mới của Samsung sẽ đi kèm màn hình bên trong là kích thước 6,7 inch, tương tự với kích thước của Galaxy Note 10 Plus. Người dùng có thể gập lại làm đôi cho thiết bị dễ dàng bỏ túi hơn so với smartphone thông thường. Chiếc điện thoại này sẽ có nốt ruồi ở mặt trước để chứa camera selfie, trong khi mặt lưng là camera kép. Tuy nhiên, chưa rõ liệu nó có được trang bị màn hình phụ ở bên ngoài hay không, hay là chỉ có một màn hình duy nhất ở bên trong. Samsung được cho là đang thử nghiệm việc sử dụng một tấm kính siêu mỏng để bảo vệ màn hình cho mẫu smartphone gập tiếp theo của hãng. Lớp này chỉ có độ dày là 3% so với lớp kính thông thường được sử dụng trên điện thoại, mặc dù hiện tại vẫn phải xem rằng là nó có khả năng chống hao mòn ở mức độ nào nữa. Nếu các thông tin đề cập bên trên là đúng thì thiết bị mới này sẽ có nhiều lợi thế hơn so với Galaxy Fold. Không chỉ về tỷ lệ 18:9 phổ biến mà còn tận dụng thiết kế vỏ sò của những năm 90 và 2000 nữa.
Và đó là tất cả những thông tin công nghệ nóng hổi ngày hôm nay. Hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau nha. Bye.